乐透半天，派对半天，开心顷刻直送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，愿你每天家中那些温暖，从来都不倦，全力去做你被完全，任你出发可每一天。Ba, hôm nay ba tới nhà hàng doanh nhân đặt bánh trung thu hả? Đúng rồi, sắp tới trung thu rồi mà. Bánh trung thu ngũ nhân ở đây có thịt gà quay hảo hạng với nguyên quả trứng muối tan chảy thơm nồng, ăn rất là ngon. Nhưng năm nay ba có tính tặng bánh trung thu cho chị hai và dì Melody không? Những kẻ bội bạc như vậy cũng đáng được tặng bánh hả? Năm nay chỉ mua một hộp, ba cho con chúng ta ăn là được. Thật ra con cũng không thích ăn bánh ngũ nhân lắm đâu. Vào đi. Ông Long lớn, tìm tôi hả? Diệp sư phụ, bánh trung thu ngũ nhân của ông năm nay tôi lấy một hộp là đủ rồi. Xin lỗi nghe, bánh trung thu ngũ nhân năm nay đã được khách đặt trước hết rồi. Hết rồi. Là tôi bảo ông ta không chừa cho ông đó. Là ông à? Hồi nãy tôi đang ăn cơm phòng kế bên, tôi nghe thấy một giọng nói rất là khó ưa, mới qua đây xem thử. Thì ra là ông thật. Bộ ông thích ăn bánh trung thu ngũ nhân của Diệp sư phụ lắm à? Được, 1 triệu đô đi. Trời, 1 triệu một hộp hả? Một cái đó thằng khờ. Càng ngày càng ấu trĩ. Ông không sợ bị người ta cười hay sao? Tôi sợ ông bị người ta cười thôi. Dành bánh trung thu cũng không lại tôi. Nhưng mà cũng không sao, tôi sẽ làm theo cách cũ của ông. Mỗi gia đình bên vợ của ông tôi đều phát một hộp, sao cho ai cũng có bánh ăn, chỉ có ông là không được ăn. Bánh trung thu ngũ nhân của những cao thủ làm bánh mà tôi quen còn ngon hơn chỗ này gấp nhiều lần. Tôi không được ăn à? Ông đúng là xàm thiệt mà. Trời ơi, chú ơi. Cái gì hả? Giỏ đồ này của chú để bao lâu không giặt rồi hả? Cái gì chứ? Trời đất ơi, cái quần jean này á, chú chỉ mới vừa mặc hôm qua thôi mà. Chú tự giặt đồ chú đi nha. Trời ơi, có phải không vậy chú? Để giỏ đồ hôi hám ở đây, chú đem đi chỗ khác giùm đi. Đồ rớt rồi kìa, có xài qua chưa? Hả? Cái gì vậy? Giấy gì vậy? Mẫu đơn đặt hàng bánh trung thu tình đầu đó. Mẫu đơn năm ngoái vẫn còn trong túi quần jean. Ông chú à, quần của ông đây có năm không giặt hả? Cái gì mà năm ngoái, cái này là của năm nay đó. Năm nay chú Giai lại làm bánh trung thu tình đầu nè. Lại làm? Không phải ba mình với chú Giai làm bánh trung thu tới nỗi cạch mặt nhau hay sao? Con còn nhớ năm ngoái ba nhét phiếu bốc thăm gì đó vào trong nhân bánh trung thu. Ông ấy vẫn chưa biết sợ là gì hả? Chú Giai thấy được cơ hội kiếm tiền dễ gì bỏ qua chứ. Vấn đề là chú đây nè, lấy tờ giấy đó về nhà làm gì? Chút nữa là ba nhìn thấy ba lại nhớ tới chuyện bị chú Giai phản bội nữa. Mau dứt đi. Thì dứt liền nè. Mau dứt ngay đi, dứt đi. Dứt đi, dứt ngay đi. Nè, coi 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 coi. Chà, giờ phải qua được vòng này cái đỡ. Ê, ba ra hả? Năm nay là được ăn bánh trung thu miễn phí rồi nè. Cà phê tình đầu. Bánh trung thu tình đầu hả? Đúng rồi. Năm nay ba lại làm chung hả? Không phải, bánh trung thu này là do chú Dài tặng đó. Tặng? Sao tự nhiên lại tặng bánh trung thu cho ba? Dạ, ông nhờ ba giúp đỡ là bánh trung thu đó. Thôi ba đừng vì chút tiền bánh đó lại làm cho mình tức giận nữa. Bánh trung thu tình đầu này á là do ông ta tìm được công ty thực phẩm sản xuất đó. Còn bánh mà ba làm, ông ta tính tặng cho anh của ổng ăn thôi. Ông Huy á, thấy năm ngoái bánh trung thu tình đầu được yêu thích quá, cho nên mới kêu chú Dài làm tiếp đó. Thực ra chú Dài đâu có biết làm bánh trung thu, nhưng mà lại không muốn ông Huy biết là đã nhờ ba giúp đỡ cho ổng làm, nên mới nhờ ba âm thầm giúp ổng làm bánh trung thu như vậy đó. Năm ngoái ông ta phản bội ông ngoại mà. Thì đó. Nè, cho nên năm nay ba côn ra rồi, ba sẽ nhận tiền bánh trước. Ba, hả? Chú Giai cho ba bao nhiêu tiền vậy hả? Nhìn ba chúng ta cười tít cả mắt kìa, chắc cũng không ít tiền đâu. Nhưng mà ba, tại sao chú Giai còn chịu tìm ba giúp ổng vậy? Năm ngoái ba nhét phiếu bốc thăm vào trong bánh trung thu, làm hại ông ta bị lỗ số tiền lớn. Bây giờ là lúc nào chứ, cũng sắp tới trung thu rồi mà. Nhưng mà tất cả những nhà xưởng khác đã đóng xưởng và ngưng nhận đơn hết rồi. Nếu không tìm ba thì tìm ai bây giờ? Tại sao ông Long lớn lại tìm chú Giai làm bánh cho ổng chứ? Bản này thì thật sự ba không biết. Nhưng mà nè, chuyện ba làm bánh trung thu cho ông ấy tuyệt đối không được để cho anh của ổng biết được nha. Mắc câu ổng lại nhớ vụ ba dùng chân để nhồi nhân hột sen là tiêu tùng thiệt đó. Thật ra chuyện này con nghĩ không ai có thể quên được đâu. Chẳng qua là chú Giai không ngại mà thôi. Nhưng mà số bánh trung thu lần này ba làm cũng có thách thức lớn lắm. Ổng kêu ba làm bánh nhân gà quay trứng muối tan chảy luôn đó. Trời, phức tạp như vậy ba biết làm hả? Có nguyên liệu thì ba sẽ biết làm. Chú Giai à? Ê, Giai rồi hả? Tôi đã dựa theo danh sách mua đủ hàng hóa cần dùng rồi.
Nhưng mà sao chú mua nhiều quả ốc chó với hạnh nhân quá vậy? Tôi làm bánh trung thu ngũ nhân cho anh của tôi ăn đó. Ông lông lớn, không phải ông ấy giận chú ở lại quán cà phê Tình Đầu giúp Lôi Công không đi theo ông ấy sao? Anh em chúng tôi đâu có thù dai tới như vậy chứ. Chúng tôi đã hết giận lâu rồi. Ồ. Ý. Ừ? Bịch ốc chó này có sâu. Phải hả? Thôi không sao. Nhìn kỹ lại, đây là loại sâu có ích đó. Lựa ra thì quả ốc chó vẫn dùng được mà, đúng không? Trời, chú gia chú nói thật đó hả? Làm bánh trung thu quan trọng nhất là tay nghề, nguyên liệu chỉ là thứ yếu thôi. Thôi, đem vào nhà, lựa bỏ sâu đi, nhanh lên, nhanh lên. Vậy cũng được nữa hả trời? Lựa sạch sẽ giùm tôi nha. Giai à? Hả? Không phải chú tính dùng những nguyên liệu như vậy để làm bánh cho anh của chú ăn chứ? Làm bánh trung thu cho anh Quy ăn á, nhất định phải dùng loại hạt ốc chó này. Bánh trung thu ngũ nhân mà anh Quy ăn mấy năm nay á, nguyên liệu hạt ốc chó đều do chị cung cấp. Chị cung cấp sao? Đương nhiên rồi. Diệp sư phụ của nhà hàng doanh nhân kia kìa, tay nghề làm bánh của ông ta giỏi thật, nhưng mà lại rất dụng về. Có một năm á, anh Quy ăn phải bánh trung thu trong đó còn sót vỏ hạt ốc chó, xếp chút cắn mẻ răng quảnh luôn. Từ đó về sau á, má còn đích thân lựa chọn những hạt ốc chó có chất lượng, bóc vỏ cho thật sạch để bảo đảm không có gì là bà bị thương, rồi mới đem đi nhà hàng doanh nhân cho thợ họ làm đó. Nhưng mà ở đây có nhiều hạt ốc chó như vậy, vừa được bóc vỏ mà em đem về bóc là hơi mệt đó. Có thứ này bóc vỏ nhanh lắm, chị bóc xong rồi mới cho chú đem về đó nha. Ôi trời ơi má, có sao không vậy? Không có sao. Năm nào chị cũng bóc vỏ kiểu như vậy hả? Ừ. Thì ra là vậy. Hèn gì mà năm nào ăn bữa cơm trung thu gia đình, tay của chị cũng bị rung như vậy hết trơn. Anh Quy thích mà, đâu còn cách nào khác. Nhưng mà chuyện này ảnh không biết đâu. Năm nay càng không thể để ảnh biết được. Lý do là má vẫn sợ, bà còn giận hai má con. Nếu bà biết là má có phần làm bánh, bà sẽ không thèm ăn bánh trung thu đâu. Đây, trong lúc hạt ốc chó còn tươi, mau đem về rồi làm bánh đi. Được, cứ giao cho em. Alo, chị dâu có chuyện gì? Chú Dài, có thời gian gặp mặt không? Chị dâu, lặn lộ xa xôi tới đây mà lại còn ăn mặc như vậy là vụ gì vậy? Nghe nói năm nay chú giúp anh Quy làm bánh trung thu ngũ nhân hả? Chị rời khỏi Tiếp Long rồi mà, vậy cũng biết sao? Chị nhiều tay trong lắm, chú tưởng chị không biết sao? Thật ra thì chú có biết là anh Quy rất thích thêm trứng muối vào trong nhân bánh ngũ nhân không hả? Tôi biết chứ, nên tôi đã tới tìm những cửa tiệm ở Trung Thượng Hoàng mua lòng đỏ trứng muối ngon nhất. Anh Huy ăn uống cầu kỳ lắm, chứ cũng biết đó. Lòng đỏ trứng muối mà ảnh thích phải đủ mặn, lại không được cứng quá còn nữa. Trứng phải đủ dầu nhưng đừng dính nổi đầy miệng. Vậy tức là sao? Vì vậy hôm nay mới dẫn chú tới đây lựa trứng vịt đó đi thôi. Vì muốn anh Huy có thể thưởng thức được lòng đỏ trứng muối ngon nhất thế gian này, chị đã tìm được chỗ nuôi vịt. Ở đây nhiều vịt như vậy, làm sao lựa? Dựa trên kinh nghiệm của tôi, những con vịt ngon sau khi để trứng xịn xong, nó sẽ dùng nhiều phân vịt để đắp lên. Vì vậy chỉ cần tìm được chỗ nào nhiều phân vịt nhất thì tự khắc sẽ có trứng vịt ngon thôi. Hả? Vậy chẳng phải tìm ra đúng phân vịt sao? Anh hai có biết chị dễ làm điều chuyện như vậy không? Trời ơi, kỳ quá đi. Hỏi người ta câu này, dĩ nhiên là không biết rồi. Đã sẵn sàng, xông lên. Tại con ngồi chị dâu để yêu anh hai nhiều như vậy. Nhìn nè, chú nhìn đi, tìm thấy đống trứng rồi, trên đó nhiều phân vịt lắm, chắc chắn sẽ ngon. Chà, miếng thịt to như vậy sao? Còn nữa nè, đây là hạt ong chó, hạt trái cây, hộp vịt muối đó. Cộng thêm miếng xà bông thơm ngon này, đều để anh làm bánh trung thu đó. Thật ra tôi làm bánh trung thu á, chỉ dùng rất ít thịt xà bông thôi. Anh mua cả cái đùi luôn hả? Không phải tôi mua đâu, Liên nó cho đó. Cả anh cũng biết anh hai tìm tôi là bánh ngũ nhân hả? Ê, đi đã nói cho tôi biết đó. Nếu như anh rể tìm anh giúp đỡ thì anh đã mua nguyên liệu xong chưa? Mua xong rồi. Vậy lấy ra tôi coi thử đi. Nè, nguyên liệu ở đây. Nguyên liệu tốt không đó? Nhưng còn miếng thịt này thì ra bông kim qua đó. Anh nhìn sự phân bổ dầu mỡ nè, tức là bộ phận chảy mỡ của miếng jambon. Nghĩa là sao? Là bộ phận nhiều mỡ nhất và mặn nhất ở trên miếng đùi đó. Nè, anh mua miếng thịt như vậy về, anh muốn hại chứ anh rể sao? Tôi đâu có giỏi được như anh chứ. Miếng thịt nào cũng giống như nhau mà. Không biết thì hỏi chuyên gia cũng được mà. Nè, miếng thịt này vừa được phơi khô 60 tháng, sự phân bổ dầu mỡ rất đồng đều. Nè, lấy miếng này đi, chút nữa tôi gửi địa chỉ cho anh, tới kho của tôi lấy. Anh có kho chuyên dùng cất giữ thịt jambon hả? Jambon kim qua ở ngoài thị trường chất lượng rất là tệ. Có một năm Liên đã phát hiện ở nhà hàng doanh nhân có một lô hàng kém, nên tôi với Liên đã mua cái nhà kho jambon của mình tự mình muối thôi. Vậy tôi biết ai là người không tha cho tôi rồi. Ê, thật không ngờ bọn họ ai cũng có lòng như vậy. Vì muốn anh trai được ăn bánh trung thu ngon nhất,
và không sợ vất vả, lại còn đích thân ra trận nữa, làm tôi thấy có chút áp lực với lần làm bánh này quá trời. Tôi tin tưởng công lực của anh mà, nhờ vào anh được, hết đó. Được, được, được. Rồi, cảm ơn nhiều. Được rồi. Ủa, vậy dâu, sao chị tới giờ này vậy? À, trời ơi, thì chị sợ hạt ốc chó mà chị đưa cho chú bữa trước á, để lâu nó sẽ hết tươi, cố tình lột thêm đem cho chú nè. Trời ơi, ai bấm thang máy lên lâu quá là mình đi bộ muốn hụt hơi. Bà Thiên Nga, sao cô lại ở đây vậy? Ủa chị, sao chị lại ở đây? Chị với chú Dài nối lại tình xưa. Trời ơi, cô đi vừa thôi. Tôi cố tình tách vỏ hạt ốc chó đem tới đây cho chú ấy làm bánh thôi mà. Thì ra cô hẹn hò với chú Dài thì có. Chị đừng ăn nói bậy bạ nha. Tôi dùng hết thanh xuân của mình để làm số hộp vịt muối này đó, để chú Dài làm bánh cho anh Huy. Nhớ bỏ thêm vào trong bánh trung thu ha. Cô cũng biết anh Huy kêu chú ấy làm bánh hả? Những gì chị biết tôi không biết được hay sao? Bao nhiêu năm nay hai chị vì muốn anh Huy được ăn loại bánh ngon nhất, thật sự lao tâm lao lực. Casey và Liên cũng vậy đó. Không phải chứ, đứa con phản bội đó cũng biết quan tâm anh Huy. Nè chị, tôi cảm thấy nhất định cô ta biết anh Huy sẽ có ngày trở lại nên muốn được chia gia tài. Tôi cũng không ngờ cô lo lắng cho anh Huy quan tâm ảnh như vậy chứ. Thì chị cũng vậy thôi, tự tay tách hạt ốc chó, vỏ nó cứng lắm, chắc tay chị đau lắm hả? Năm nào tôi cũng làm vậy mà. Hai chị ơi, Huy rồi, hai chị về nhà đi. Vậy thôi, vậy thôi. Mất công làm phiền chú ấy làm cho bánh. Ngon vô nha. Anh Gia ơi, anh cất nốt làm bánh ở đâu vậy? Hùng thủ căng. Chú Dài, chú tính kêu ông ta làm bánh trung thu hả? Chú Dài, chú thật quá đáng lắm. Anh Huy kêu chú làm bánh trung thu, nhưng chú kêu ông ta làm hả? Nhưng mà bánh trung thu quán cà phê Tình Đầu năm ngoái, hai chị ăn rất là ngon miệng mà. Chú đừng nói là số bánh trung thu Tình Đầu năm ngoái là do ông Jimep này làm đó nha. Trước khi bắt tay làm bánh á, tôi đã rửa chân tay của mình sạch sẽ rồi, ngay cả cái chân tôi cũng tiệt trùng luôn. Bà hai, bà ba, tôi cũng biết sau khi hai vị xem xong quá trình làm bánh của tôi, trong lòng có hơi khó chịu một chút. Gì mà chút xíu, rất là khó chịu luôn. Nói chung anh Huy không được ăn bánh trung thu do bẩn của em ông. Không hề biết là bánh trung thu đâu đó. Ừ thì đó, hai chị nhất quyết không cho chú Căng giúp đỡ, vậy thì hay rồi. Năm nay anh hai không được ăn bánh đó. Nói chuyện tôi bảo đảm với hai vị, bánh trung thu tôi làm năm nay hoàn toàn khác so với mọi năm. Ông dám bảo đảm ông không dùng chân để nhồi? Dĩ nhiên rồi, em cũng có thể bảo đảm mà. Chị không tin nổi chú đâu. Chứ chị muốn sao đây chứ? Ừ thì đó. Trừ khi vậy thì còn được đó. Xoay một vòng tôi xem thử coi. Nè, vậy mới đúng chứ. Lấy bao gói chân như vậy là đúng rồi. Ăn mặc như vậy là bánh sẽ bị ngộp lắm đó nghe. Nói chung á, lúc anh làm bánh trung thu á, cứ mỗi 10 phút thì tờ 1.000 đô này sẽ là của anh. Ngon nghe. Nếu mà làm tốt á thì sắp này cũng là của anh hết rồi đó, đó, đó. Biết làm rồi chứ. Dai à, dạ. Giúp tôi canh chừng nha, đừng để ông giở trò đó. Nè còn nữa, thay găng tay găng chân mới được làm đó, biết chưa? Được. Hai chị ra ngoài trước đi, đừng làm phi tu tu nữa nha. Làm cho tốt đó. Được rồi. Nè, với xong xuôi. Cảm ơn. Rồi, đã xong rồi. Như vậy là xong rồi đó hả? Muốn xong là ăn được rồi đó. Anh nhanh tay thiệt nghe. Của anh nè. Cảm ơn. Nhanh tay thiệt đó, không có tội đâu ha. Rất nhanh sẽ có bánh, nhanh lắm đó. Âm thanh gì vậy? Phải đó. Trời ơi, sao cái lò bốc khói vậy? Trời ơi, khác hết trơn rồi. Trời ơi, sao lại như vậy? Bình thường thì không có thấy nó hư, ai về lúc này lại hư như vậy? Hết cách rồi, phải làm lại từ đầu thôi. Vậy nhưng mà ngoại trừ xe bông này ra, những nguyên liệu khác đã xài hết trơn rồi. Hay là kêu bà hai bà ba mua lại nguyên liệu mới đi. Không có mua được đâu. Nguyên liệu này á là do họ tự tay làm, tự tìm về, không cho họ biết được đâu. Vì không lẽ bắt chúng ta bỏ tiền túi ra mua? Để tôi thử. Mùi vị như thế nào vậy? Mà không tệ, không tệ. Có đẳng cấp của nhà hàng danh nhân. Vậy thì tốt rồi.
Thịt dăm bông kim qua này đúng là ngon thiệt. Không biết Liên Ngỗ Ngược đó mua ở đâu vậy ta? Vậy thì tôi phải hỏi đại tiểu thư mới biết được đó. Không được, cô ta không biết tôi đã biết cô ta mua nguyên liệu để cho chú Giai làm bánh cho anh Huy ăn. Vậy cũng phải. Còn hạt ốc chó mà chị cầm từ tay bốc vỏ đúng là rất dễ ăn. Nhưng điều thành công nhất của nguyên cái bánh trung thu dĩ nhiên là trứng vịt ngon của tôi rồi. Anh Căng, anh nói có phải không? Không phải. Anh Căng à, sao miệng anh không nhúc nhích mà cũng phát ra tiếng được vậy? Anh Huy, không phải anh đã ra ngoài rồi sao? Tôi luôn ở trong phòng. Vậy những gì mà tụi em nói anh nghe thấy hết rồi hả? Bà nói thử xem. Anh Huy, anh Huy à, nghe em giải thích đi. Thôi mà đừng có giận nữa, em cũng chỉ sớm hơn anh một chút biết con người phản bội kia mua nguyên liệu cho chú Giai làm bánh cho anh ăn. Anh Huy à, anh đừng giận nữa mà. Huy à, anh mặc kệ bà ba thật đó anh hả? Anh Huy, anh nhiều chuyện lắm đừng rồi đó, hùng thủ căn nghề. Họ chỉ muốn cho anh được ăn ngon thôi mà, nên mới tìm nguyên liệu tốt về để à, tôi làm cho anh ăn đó. Còn nói, anh Huy, anh đừng tưởng rằng tôi không biết quá trình anh làm bánh trung thu vệ sinh cỡ nào đó nghe. Lần này họ đừng muốn tôi mà bảo đảm làm ra mấy bánh trung thu sạch sẽ cho anh ăn. Để anh chọn Huy được à, nguyên liệu tốt, họ đã chịu nhiều cực khổ lắm đó. Tôi không có hứng thú, đem số bánh đừng này về đi mà, à, năm nay tôi không muốn ăn bánh nữa. Nè. Nè, coi đi, bé cũng muốn ăn có đúng không? Lâu lắm rồi không được ăn bánh ngũ nhân. Chú Căng, bánh này không phải do chú làm chứ? Yên tâm đi, bánh trung thu tình đầu không phải do ba làm đâu. Nhưng mà trên đời này không ai thay đổi được truyền thống hàng năm làm bánh trung thu của ba. Nhưng mà năm nay ba chỉ làm cho ông Long lớn ăn thôi. Em cảm thấy mùi vị này rất quen đó, rất đặc biệt nè. Đã ăn ở đâu rồi kìa? Mùi vị rất quen thuộc á, thì tức là ngon miệng đó. Ngon miệng, mà ăn bánh trung thu ngon nhất đi nè. Quả ăn bánh trung thu đây nè. Ăn bánh trung thu nè. Mau đi. Đây. Mau quá, ngon quá. Cảm ơn. Bé nó có vẻ rất đói bụng đó nghe. Có phải nó tưởng ngón chân của chú là xúc xích hay không? Bé ngửi thấy mùi đồ ăn là lại dở chứng ngay. Bé mau ra đi, làm gì vậy thiệt tình à? Ê, tôi biết rồi. Bánh trung thu ngon cũng không cần phải lớn tiếng vậy chứ. Tôi nhớ mùi vị bánh trung thu này chính là mùi vị bánh trung thu chú Căng làm đó. Rồi, xong rồi nè. Cũng may nguyên liệu là bánh tôi mua lần trước vẫn chưa có bỏ, có thể sử dụng lại. Còn cái lọ nữa thì lại không có bị trộn chặt. Thì đó, không có làm khét cái bánh trung thu đâu. Nhưng mà vậy nha, số bánh trung thu này chúng ta không phải là bằng nguyên liệu tốt mà họ mua, không biết họ có ăn được không nữa. Nguyên liệu tôi mua cũng không có tệ đâu, đâu có dễ dàng phát hiện ra được. Ăn thử trước đi. Bà khoan rồi đó hả? Tôi rút lại câu nói lúc nãy nghe. Thì ra nguyên liệu lại quan trọng như vậy. Bánh trung thu này không có được. Không chỉ chất lượng không ổn mà ngay cả mùi vị cũng không có hề giống nữa. Không lẽ chúng ta phải dùng lại cách làm bánh truyền thống mới làm ra được bánh trung thu ngon miệng hả? Móng chân sạch, nắm móng sạch, da chân sạch luôn. Tôi đã giúp đôi chân tiệt trùng sâu và xử lý sạch sẽ. Tôi làm như vậy tuyệt đối để làm đúng với lời hứa phải giữ vệ sinh với bà Hai và bà Ba. Sao rồi chú Căng? Mới vào có vài bước thôi mà mệt rồi hả? Tôi không phải mệt, nhân ngũ nhân này cứng quá, ngồi tới chân tôi đau quá. Ơi à, chà, thơm quá trời. Chỉ cần ngửi mùi thơm đã thấy khác xa so với số bánh hồi nãy. Thử một cái trước đã. Chính là mùi này rồi, ngon quá trời luôn. Thiệt là không ngờ nha. Đúng là phải dùng chân nhậu mới được cái mùi thơm và mặn này á. Phải rồi đó. Càng ăn càng thấy có mùi nấm cục đen nữa chứ. Bánh trung thu này được đó. Trời ơi, chị Bếp nói mùi vị quen thuộc chính là mùi chân của chú Căng. Cái gì chứ? Tôi đã nói là rửa sạch đôi chân của mình, ngay cả kẻ chân cũng tiệt trùng luôn rồi mà. Tôi tin chứ.
rồi. Trên cái gian này không ai thay đổi được truyền thống hàng năm dùng chân là bánh trung thu của bà hết đó. Nè, anh Huy à, Tết Trung Thu vui vẻ. Thử bánh trung thu ngũ nhân đi, ăn đi. Không ăn. Thôi mà, ăn thử miếng đi. Ba cứ ăn thử đi, đừng uổng phí công sức của dì xin đi mà. Anh Huy à, ngửi bánh đi, bánh trung thu ngũ nhân này thơm và ngon lắm đó. Nếu như anh không thích ăn, thì em đem đi bỏ thùng rác. Đưa đây. Anh Huy, bánh trung thu tịnh đậu đó, anh ăn miếng này đi, miếng này có chữ liếc nè. À, anh ăn coi ngon không? Ngon không hả? Ăn cũng được. Tay nghề của Hùng Thụ Căng đúng là được đó, bánh trung thu ông ta làm á cũng có trình độ của nhà hàng danh nhân. Ừ, cô cũng thấy vậy đó. Ủa, cái gì vậy? Nhăn quá trời vậy. Sao giống như da chân sau khi cà ra quá vậy ta? Sao có thể được chứ má. Má yêu cầu chú Căng mặc đồ bảo hộ suốt mà. Chú già cũng theo dõi đó. Vậy cũng phải. Má nghĩ hai người đó cũng không dám giỡn trò gì đâu. Đúng là ngon quá trời. Ngày xưa cậu không hề biết ăn bánh trung thu ngũ nhân, nhưng mà cái bánh này là cũng ngon miệng thật đó. Không biết lúc bà ăn bánh trung thu có nghĩ tới chúng ta không? Cái gì vậy? Trời, không phải móng chân chứ ha? Điền quá. Bánh này đâu phải do người ba chuyên dùng chân nhồi bánh của Nhật Thủy làm đâu. Hạnh nhân phải không hả? Giòn rụm. Cậu à, uống miếng trà đi. Ngon miệng lắm đúng không hả? Ngon miệng. Nè, đã nói chữ tình đầu của bánh chừa là cho dì và anh Huy ăn mà. Cậu ăn cái gì chứ?